Minh Nhựa tên thật là Phạm Trần Nhật Minh, được biết đến là một đại gia giàu nước tiếng với việc điều hành công ty nhựa Long Thành có doanh thu hàng ngàn tỷ đồng. Anh cũng là một trong những gương mặt sở hữu nhiều siêu xe trị lạnh hàng chục tỷ đồng làm cho giới chơi xe tại Việt Nam kiêng dè. Ngoài thú chơi xe, Minh Nhựa còn có nhiều sở thích tốn bộn tiền khác. Vào trang cá nhân của vị đại gia này, không khó để thấy cuộc sống dương giả, sang chảnh với hàng loạt đồng hồ, điện thoại hàng hiệu, y phục thời trang, ví da đẳng cấp cùng những chuyến công tác, nghỉ dưỡng tại các khu resort sang chảnh và nổi tiếng cùng bà xã con. Giàu có là vậy nên bà xã và các con vị đại gia này cũng được hưởng cuộc sống nhung lụa. Cũng không kém cạnh chồng, bà xã Hai Minh Nhựa Mina Phạm cũng kém xuyên qua ảnh chụp bên siêu xe, những kỳ nghỉ sang chảnh hay đập hộp hàng hiệu từ vài trăm đến hàng chục tỷ đồng khiến dân tình choáng váng. Tuy nhiên thế hệ đây, những dòng chia sẻ của Mina Phạm về cách dạy các con tiêu tiền sẽ khiến người chơi có cái nhìn khác. Cụ thể, cô nàng viết, hãy luôn có một khoản tiền riêng cho phiên bản thân mình. Hãy học cách xem tiền bạc như một dụng cụ giúp con có thể đạt được những ước mơ lớn trong đời. Nhưng đừng để nó chi phối mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của con. Nếu may mắn kiếm được nhiều tiền, hãy đừng chi phí nó một cách xa hoa. Nên dùng nó để giúp ích cho làng hội, đồng đội hoặc giúp đỡ những người khác. Một ai đó đã có lời khuyên rất bổ ích về cách sử dụng tiền thế này, với khoản tiền kiếm được, hãy chia nó làm 3 phần, một phần để chi phí, phần khác để dành và phần còn lại, hãy trả nó cho làng hội. Rất đáng để suy ngẫm đúng không con? Theo đó, Mina Phạm muốn nhắn nhủ tới các con phải luôn có một khoản tiền riêng cho phiên bản thân. Luôn dùng tiền có mục đích nhưng không nên để nó chi phối cuộc sống quá nhiều. Và dù có giàu có tới đâu cũng không được phép xa hoa mà hãy dùng nó để giúp đỡ mọi người xung quanh. Chia sẻ đã hối hả thu được sự đồng tình từ phía dân mạng. Có thể thấy, dù cuộc sống giàu có là vậy nhưng Mina Phạm vẫn luôn có những phép tắc riêng trong việc chi phí cùng cách dạy con rất khéo léo. Tổ ấm hạnh phúc của bà xã chồng đại gia Minh Nhựa.